Trời đất ơi, sau 7749 lần chờ đợi thì gia đình Cherry, gia đình nhà Su và gia đình nhà May cũng đã check in tại Quy Nhơn rồi đây. Phải công nhận là chị em nhà này hơi bị chịu chơi à nha, mới nói giỡn có tí xíu thôi mà ai ngờ làm thiệt vậy nè. Xem review thấy mọi người khen ở đây dữ lắm, mà với tín đồ mê du lịch như gia đình mình thì làm sao mà bỏ qua được. Sau hơn 12 tiếng ăn dầm nằm về ở trên xe thì cuối cùng gia đình mình cũng đã tới rồi đây. Phải công nhận là các bạn nhỏ này đi xe giỏi thiệt. Đây là lần đầu tiên Cherry được đi chơi xa vậy đó, nhưng mà tới nơi mặt vẫn tỉnh queo luôn. Yeah, cuối cùng thì gia đình nhà Su cũng đã tới rồi nè. Xe của ba Duy chạy nhanh quá, các chị dí theo muốn xỉu luôn à. Xem cái mặt gặp nhau của bốn chị em hớn hở ghê chưa kìa. Tranh thủ uống miếng nước, ăn bánh bánh rồi cả nhà chúng mình cùng nhận phòng thôi nào. Từ ngày gia đình nhà Mai nhập hội chơi top top thì cả gia đình lại có cơ hội để hẹn hò được nhiều hơn. U là trời, em Cherry nhà mình hơi bị may mắn à nha. Bốc thăm nhận phòng thì em chọn ngay chúng cái view biển như thế này nè, quá là xịn sò luôn. Quay nhẹ một vòng khách sạn 4 sao Odin cho cả nhà xem nha, hơi bị gọn gàng và sạch sẽ luôn á. Wow, vừa mở cửa sổ ra là một cái view biển xanh mát như thế này rồi nè. Có ai như em Cherry nhà mình không, vừa nhờ ba mở cục tóc xong là chạy qua ôm mẹ để nịnh mẹ đi chơi nè. Mặc dù ngồi xe gần 12 tiếng đồng hồ nhưng em Cherry vẫn rất là năng lượng đó nha. Lần đầu tiên trong đời đi phượt xa như vậy đó. Cả nhà có biết ở Quy Nhơn ăn gì ngon và đi tham quan những đâu không? Chỉ cho gia đình nhà Cherry với nha. Khách sạn lần này chu đáo ghê, vừa mở tủ lạnh ra là thấy những cái bánh xinh xinh vậy nè. Em Cherry nhà mình thì mê lắm đó.